chào cả nhà. Chiều mấy chú cháu cũng đặt vấn xong rồi cũng có chia lại được mới ốc vùi để luộc xả làm đun xương. Này bên con kêu ốc đá. Ốc đá đít bằng hả? Thì nhiều ốc đá bằng đít. Nhiều chỗ thì khác nhau, như con ốc này hồi xưa chỗ chú hai là nó vùi dưới đất á, là nó kêu ốc vùi. Một con đi cuốc đất rồi con trồng thứ này thứ kia, con cuốc đụng nó cái lật lên ra cái gớp rồi nó làm đất. Một cài như thế, một cài nó lật lên nằm dưới đất khô. Nó đụng nhưng mà nó ốc lu và đá lắm. Vậy sao có nhiều người kêu là ốc lát chú hai? Không, cái ốc lát không phải nhỏ con hơn ốc lát nó nhỏ. Con nhỏ con ngỗng vỏ hơn. Cũng tùy theo chỗ nữa. Không phải mà nhầm chỗ nó kêu sao kêu hả? Hồi nãy mình thấy con ốc bu trong đây nè. Đây nè. Đây nè. Con ốc bu nhìn cái biết liền. Đít là nhọn quắc à. Còn con này thì đít bằng trang. Con này thì chú hai cũng lâu thấy nó lắm rồi nè. Dạ. Lâu lắm rồi đó. Ở đây giờ mình hiếm. Đây giờ mình không có luôn cái hiếm gì. Đa số không nuôi không. Nuôi. Ngày xưa ông vậy bắt nhiều cái đầu mấy ông để treo trên cái giống á. Treo chỗ cái lọ. Vậy mà nó mập ù mà chống thiếu. Treo chỗ cái lò cho nó ấm nó sống ha. Dạ. Kêu ốc gác bếp. Còn ốc thì mình đến bếp mình nướng rồi cái ốc nướng bếp. Bên cạnh đó thì mình còn món cá chạch nấu lẩu lá me. Còn cái chạch cái này con nào nấy thì đã không? Dạ. Bự quá bự không? Ừ. Lớn cái chạch lớn à? Dạ. Cỡ này ăn mới đã. Cỡ này nè, quất một cái con thấy rồi. Ngoài ra thì mình còn cá rô, nổ muối hột. Bây giờ anh Toàn sẽ xúc cá rô lên. Nhìn cái rô là biết rõ nước phèn. Đi trong nghề chứ biết không? Mấy nay nước bạc chảy cái rô nhiều không Tòa? Cũng chạy anh vậy. Dạ. Giờ dưới trong chạm. Cái rô này chưa có được ngoài luôn. Mấy con kia nó. Hồi giờ một lần ha. Một lần chú hai mà dân câu ha, nó dính. Câu mà mọi người coi chú hai con thấy nó dính một cái để hai con câu hai lưỡi nó liệt gung 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 dưới nhà thấy mê luôn á. Đây nè, mày một lần nhân con chàm này không dữ lắm nè, phải mồi trùng mồi tép. Ừ, với mồi kiến á, mồi con kiến kiến dương á, con biết không? Trứng kiến á. Con kiến dương á, con kiến cánh á. Rồi bây giờ mình sẽ làm sạch nó ha. Rồi. Ở phía trước thì ông trời đang chuyển mưa. Lá sen này bây giờ anh đang sẽ cắt ra rồi mình ngâm vô cái thau nước chanh đó. Dạ. Rồi chút nữa ăn lẩu thì mình sẽ thả vô. Bữa giờ thì ăn bông súng nhiều hả anh Toàn? Trời ngon. Dạ. Trời khô vậy. Quá trời chuyển mưa. Để cái láp lên đi Quyền ơi. Trời mình không vậy chứ. Qua là không kịp luôn. Bung ra đây. Dạ ghé đây. Dạ. Mấy chú sẽ dời ghe ra giữa làng. Cảnh này quen thuộc quá anh Toàn. Là không kịp luôn, không chết ai kịp luôn. Để đồng lát, phải chịu đi. Quá trời chị. Rồi mưa luôn. Bỏ xào chú Nam ơi. Rồi đó.
cái gan chút không? Cầm cái gan á. Khoan hãy tắt máy nha anh Đen. Dạ. Khoan hãy tắt máy, chừng nào chú hai chống gọi hãy tắt. Tắt lên đây thôi. Sống gần đây khủng khiếp sống. Vậy hồi sáng này gió kéo dấn không được luôn, bỏ dấn luôn á. Kìa ai ông kia cho mất tiêu luôn kìa. Ôi trời. Chở giúp không? Nãy giờ quên để chú Năm với lại anh Hoàng nữa.
bớt gió hơn nãy rồi đó. Sao gãy rồi chú hai ơi? Phía trước mưa tới rồi. Mưa luôn rồi. Dạ. Yeah. Sau một hồi chống chọi với sóng gió thì mấy chú cháu cũng ổn định. Xanh mặt. Ai sao cái dầu cây không lên nổi gì. Nó nạp ngang, nạp. Hồi nãy là ghe chú Năm Vĩnh Hoàng là tấp ra phía xa. Nó lật ghe hoàng mình nếu mà nước lớn mà lật ghe hoàng nó lớn là sóng bự nữa. Dạ. Là lật liền. Úp liền không đường nào thoát khỏi. Hết biết ra nước có ngang rồi sóng ghê sóng. Nãy chú hai kêu nhảy xuống rồi mấy ổng trong bờ lặn lặn hồi là xong luôn á. Dạ. Yeah. Thấy người ghe nãy hết vớn nữa, phải ghe còn lớn mất thiệt á. Nạp ngang cái đó chịu gì nổi. Mà sóng nãy cao ghê ha. Lần đầu tiên thấy sóng trên đồng mà vậy. Thấy cái nằm nó có thì ghê gớm lắm anh ơi. Dạ. Sóng thì gan như người sông ca sông cái hơi hám nào. Như cái biển kia đó. Dạ. Là anh tính bây giờ cái bòi nuôi này mà kia là nó 2-3 cây số như cái biển giờ thì sóng nó dập vậy đó rồi. Đường đôi không? Dạ. Đường này chưa nhảy được thì đường kia tới rồi. Bây giờ mình sẽ chống chọi với mưa. Ồ, có sóng kìa, quá sóng rồi kìa. Để ba cái sào nghe. Nhảy qua đi. Nhảy qua. Bỏ cái chậm luôn đi. Buông tay luôn. Dữ lắm cái bộ con đó nè, sóng này dữ lắm cái bộ ít đâu. Cái chậm bay mua em nghe toàn định luôn nha. Rồi, dịnh bên đây nữa anh Hoàng ơi. Tôi chuẩn bay cái mua. Rồi, rồi cho nước chưa? Mình nấu nước lẩu rồi mình gan muối cá rô ha. À, con ốc này để vô trong chen quyền luôn. Ừ, quá xinh. Thank you.
tạnh mưa chú hai. Không biết luôn, tối luôn. Mà cái mưa trướng dữ lắm mà đâu lại mưa này. Mưa này tôi mới bắt đầu mùa lắm nè. Dạ. Cái muối. Ở mà cá rô biển, anh em mình tới ăn cá rô. Trời đang mưa, cái này em ăn cái gì thấy cũng ngon hết trơn á. Mình rút con cá đưa vô ly rượu là nó ấm rồi liền. Đang lạnh hơn rồi. Đang lạnh. Cầm nặng tay hay chứ lạnh, quá mặt không? Nặng chứ hồi cũng con ly. Cái đó thà lấy cái đít ra mình bỏ đít. Đít cũng ngon. Như con ốc bu còn mình còn giật đít được. Con này sao giật đít, đít bằng chen. Giặt đít đâu ngon đâu. Giặt đít bị đập nước bị lạc. Mũ của em nó hộp nước kìa. Ghe chú Hoàng hẫm lái nổi mũi bởi nó trao. Lắc, ghe Hoàng lắc dữ lắm. Nó hẫm cái lái mà. Đóng kiểu thất kiểu. Hả? Đóng kiểu thất kiểu. Trời ơi, mưa cái mày hé là nữa. Mỗi lần đi là nửa đêm cứ la làng hoài vậy. Yeah. Mà mạnh ai đâu cứu ai được. Nước sâu con đâu có lội được. Nó bè cái mũi nó nhỏ nó mới nhảy sóng mới hay. Lội đặc giớm vậy hay dính thau hay dính nồi hay dính liên tục luôn mà. Dạ. Chú nói cái mũi mà nó bự hơn cái đít là nhảy sóng cái xìu nhớ bạn. Cái này là đúng là khi sau cơn mưa trời lại sáng nè. Rồi sáng nay đâu vũ gác kìa, cỡ gác trôi kìa. Đó, bả gà đó, bả gà gà giờ nó mới thúi đó. Đó. Nước cạn đó rồi ông giàu đó với sống ba cái bả rồi. Anh hai coi vậy chứ cũng không đến đỡ nè. Anh nhìn cái gian kìa, nó ngã hết trơn luôn. Sập trơn lưới lưới gian kìa. Dạ, cái lưới ra lưới thổ quốc. Lưới quốc kìa, banh luôn kìa. Luôn à. Ghê trời. Ủa cái vấn rồi. Vấn đó. Xong hồi nãy rồi còn cái vỏ vỏ này. Dạ. Bằng chiếc vỏ nó lãi luôn đó. Cái đó mình vỏ lãi đường ngang úp liền. Cái năm 2004 rồi ha, là đi ha, là nước lúc ngang cái đầu vậy nè, một bữa thì mà thì đậu trên bờ ganh á, rồi bắt đầu ngửi trên bữa mà con thấy chịu sống một cái con thấy y gan như sông cái, không có một cái cây nào luôn. Ghê gớm mà nói chú hai có hai cái sắt vậy nè. Chú ghe chú cây ghe đen cây, chịu có bay xuống lặn cắm lúc cái sắt đó đó. Mà anh hai đi sông cái nói sông cái gió sông cái nó có cái độ. Cái độ sấm nó có mà những con cái gió nó đầm, nó không phải là gió vũ như đây. Ở đây gió vũ liệt, gió giặt. Ừ, gió giặt. Chú biết sao không, sông cái bị ngang nó cũng có cây số mà. Mà cái đồng này bị đứng 4-5 cây số nó láng nó dập dữ lắm. Như mấy năm về trước ha, là cái năm nói chung từ năm 2000 này, trở về 19 rồi đấy ha, là mấy năm đó ha, là coi như là đi đồng để dân câu dân lưới này ha, là cũng thiệt thòi dữ dằn lắm. Hao người chết người. Mấy năm đó cỡ hồi nãy là cái em với game thua là úp rồi đó. Không bao giờ còn luôn. Nước nãy nó nước biêu á. Nước biêu mà úp cái dập chú vài lượng chú ngợp thì chú còn, mấy năm đó còn đâu ngâm nước à. Cái đồng này nè con đâu có đứng tới đâu. Dạ. Nó sặc nước là mà hai thước mấy nước mà sao đứng tới. Hồi nãy em thấy hình như cái thao như cho chó ăn của anh nó bay xuống dưới luôn rồi. Thao của anh bay rồi. Chiều nay cho nó nhịn đói luôn. Đến mặt không? Dạ. À cho dĩa đây. Màu màng không. Trời cũng tạnh mưa. Cái này là thận thử ý trời hả? Mấy dĩa? Hai dĩa hả? Ý trời, hai dĩa nha, đây có hai dĩa nhỏ. Ý trời chấp. Trời mưa mà gặp mùi bánh hơn anh quay. Trời mưa mà gặp ba màu này nữa, thứ gì chịu nói anh hai luôn. Nói đũa bỏng rồi đó chứ người ta. Anh Năm ơi, đưa này xong rồi mình làm để nhá bài lên Năm ơi. Đầu đập lũng củng chưa? Lớp muối thơm nữa này. Con thấy đi thường thường cái gì cũng như khô quẹt phải không? Khô quẹt thường thường mới dành ở trên nó ghét trước á, cái con quẹt quẹt gì mà ăn đá là cố luôn. Thơm. Ừ. Con cá nó mập thì chú nè, khủng khiếp không? Con là mập, chú để trên mặt luôn chú hai.
cá khét này để tròn tròn khoái khét lắm. Cái khét thấm muối mặn mặn đã. Rồi nó nhảy. Hầu dọn luôn mặt trong giò luôn nè. Cái gì vậy? Đó làm mềm đó. Ừ. Cái sạch chưa ăn kìa. Nè, nó tôm nước miếng. Mày làm chút hoàng cũng chả nước miếng đâu. Còn nói gà học bít luôn. Nó trộm. Ôi giời, thương đôi, thương đôi đó. Làm gì chép chép quá. Mấy con bên đây cũng mập chứ bộ. Ừ. Coi như cái dĩa, cái hai dĩa cá này dĩa nào. Nóng rồi. Nóng nước đường hoàng nhé. Bụt. Coi chừng nó chơi luôn cái nồi nhanh quá. Im quá im, tạnh mơ luôn. Trời này mới đúng nhận luôn. Rồi chào cả nhà, buổi chiều mấy chú cháu cũng có chuẩn bị mớ ốc, mớ cá rô, mớ cá chạch, làm lẩu. Mấy chú cháu làm lương xương mà cả nhà lương xương với mấy chú cháu ha. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Lạnh quá. Làm ốc này đây. Muối vậy? Có muối, muối ớt nữa chú nè. Ngon. Cái này phải có cái gai quýt á. Hồi xưa ăn gai quýt. Hồi xưa lấy bằng cái gai quýt không giờ. Em nhiều cái đấy nhiều. Giòn. Ngon hơn ốc buông nhiều ha. Ngon nhiều. Giòn, giòn ha. Giòn. Ép miệng vô cái hẻo ấy rất ngon. Không gà không gà đứt uống ha. Mập quá đứt. Anh Toàn lạnh quá lạnh kìa. Làm cá này cho hàng cảm nữa kìa. Dạ. Còn chịu lạnh dễ quá. Yếu rồi. Chứ hồi đó đi cái thằng hắn gió bắc này nè, đi kéo lưới á, kéo bằng đêm. Mà bình bình thường mà, sao giờ ngủ không biết. Bữa nay gặp con dông này mới nhớ nằm ở con cây khô. Nó chịu ra nè, cũng sửa thằng ra mồi nhậu. Cũng chịu con dông nạp gió bắc, nó mưa. Quay ngang mấy chiếc thuyền nhỏ đầu cặp ghe nó đặt chìm hết trơn. Rồi bay xuống dưới sông. Ghi gan như hồi nãy con quý vậy đó. Bay xuống dòng với chú Hoàng như đang bay xong chịu dây. Chứ kéo ngược hướng gió lên. Chứ con không bay chẳng được. Rồi cái ghe làm như bôi. Mập mà trắng rồi nè. Hai cái ghe nãy mà mình đang ngồi cũng đâu nổi nhờn. Nghĩ xuống vô dễ nổi gió dập kêu đó họ đập chịu không nổi. Nó nạp ra hồi ấp với chú Hoàng. Không mà hồi nãy em ăn nửa khúc mè xuống dưới cái em ối hết luôn. Mệt thiệt á, nó làm sống đánh vô cái mẹ cái mồ lu mũi mà nó khó chịu lắm. Nó dập vậy đó, người ta mới ngập, mới chết nước đó. Không mà thay thế như mình thấy. Nước nhiều nãy là bỏ luôn, nước nhiều nãy chịu nổi thiệt. Mà mình đi đồng, mình phải có cái sự chuẩn bị trước hết. Chứ kiểu mà chủ quan hay là xây sở kìa. Như người ta nói nước trên đồng không có sông, nhưng mà cỡ khoảng chừng 2 mét nước thôi. Mà chết. Dập cái kiểu chết. Như nãy là coi như là chết không đơn giản luôn ha. Không đơn giản. Nếu nãy mà một người chịu nổi là một người đu quạng hồi chết. Dạ. Chống đập thở nổi. Nhiều cái nhiều cái lượng ha là sống nó đập điên. Rồi sống trong cái cách trên cái chuồng đập dội ra mình cái nữa là con chịu nổi. Dạ. Thà không mấy con buông cái chuồng cho chìm mà con lợi có thể con sống được. Cái đó gọi là bỏ của chạy lấy người. Đúng rồi. Cái đó còn không mấy mà con đu quậy lận hồi không xong. Hổm chú trung hầm chú hai đó nhậu xong chạy qua bánh đâu á. Vừa tắt máy để quẹt kia nguyên ngay rồi. Giá chở gió chú ha. Nó bự ranh nữa, nó bự ranh kia. Dạ. Chịu không lợi nè. Cánh trước nè. Dạ đi trớn rồi nè. Đó. Dạ đưa chuồng ngược ở đây là gió trớn nữa nè. Dạ. Trớn là mưa nữa. Đừng nào thoát chứ. Mà tranh thủ mình uống đi để mà không kịp nè.
Ăn giòn ha. Ốc này, ốc này theo lẩu á. Không, ốc này bầm ra. Ba lộ rồi cộng vô. Ốc giòn thịt hay chưa được? Giòn thịt. Thấp. Cũng thấy vị ngon hơn. Đó. Cơm mỡ ra luôn. Nguyên con luôn nè. Còn cái gô chú không có nhảy. Không, cái gô này chứ cái gô nữa có gô bạc. Gô trắng. Cá đó cá ghép. Cá gô ghép. Không nhận cá ăn muối thơm. Thơm. Con này cũng mặt trừ chứ. Dạ, mặt trừ. Ăn như thế đen gì nó màu nó một tỏi gỡ thôi. Vô. Vô. Trời gió ông mưa lại lần ha. Lý do mà chú cháu về ra giữa đồng láng là khi đó gió tới, chiếc ghe sẽ đảo quay theo chiều gió. Quay. Dạ. Còn ở trong cây thì tấp. Dạ. Ở trong bờ với tấp bờ vậy nè, tấp bờ vậy là sóng đánh vô chìm chuồng. Dạ. Đó. Bởi thành ra là phải dời ra chứ mắc gì trong bờ mình không đậu. Nhiều người không biết, mỗi lần mấy người đi không biết á. Chú Hai dẫn đi không biết cái đầu chứ cậu Út chú Hai nữa đi không biết. Đậu vô, lũi vô bụi cây á. Cái thứ nhất là cây ngã đè. Dạ. Cái hai sóng đánh chuồng nó quay được thì tạt giết, giết vô thì sóng đánh lớn thì cứ lượng này tới lượng khác, lượng này tới lượng khác hồi chìm. Dạ. Bởi con đậu ngoài sông ngoài vậy nè. Cái gió hướng nào cái chuồng con quay hướng nấy được, mũi cứ nhảy hoài nhảy hoài đâu có nước vô đâu chìm. Dạ. Đó, phải kinh nghiệm là đi đồng là kinh nghiệm vậy đó. Nó không xui đi theo hết mà ngày nào cũng điện không chứ, ngày nào cũng cho không hay chứ. Lưới thời gian vậy hết. Chuyện lưới. Đã rồi. Anh Năm nói chứ, anh Năm anh đi đọc cho anh cũng có cái kinh nghiệm cũng hay lắm nha anh Hai. Cái ghe của anh đậu, anh đậu không bao giờ mà anh đậu mà dưới thung lũng sâu. Không nên bờ ganh nắm đậu không mà. Ganh chắc bốn nhất. Không chả bổ rồi bờ ganh. Đậu bờ ganh đủ cho ngon hay chưa nè. Ở đó đang nhậu xong rồi, kiểu mưa chạy về, thì gió nó thổi như nãy vậy đó. Cái nét tắt tắt vô rồi. Mà đâu nó dướng một bình yên nó lái là không có lái đâu được đâu. Nó đưa vô về con nhúc nó nằm đó luôn. Rồi tạnh mưa đi. Rồi cái mình ở đó luôn. Ở đó luôn. Nó là ý trời. Đang nằm nhìn trên con nhúc này hả, nó có mưa. Hồi năm rồi á, hồi năm rồi là ổng đặt đây. Cái là ủa. Chúng kéo cho mưa đèn hoài không gọng năm tay giờ thuận trời bắn tiêu rồi. Cho lúc con trong kia kẻ tấp trọng. Yeah. Nhờ cái bờ ganh nó khô chứ không cái ganh nó khô đẩy không biết ông đi đâu mà nói. Bữa nay cái chạch đi với ngó sen nè. Ờ. Ăn lại chuối dưới thì ăn hết nổi rồi, giờ tới ngó sen đi. Không,
cái ngó sen này em xin khoái ăn đó. Ngó sen này hồi đó mấy cái đồng mà đi mấy màu đi mấy cái đồng trùng sinh ha. Thánh thần ơi, dùng con đặt cọc cọc vậy nè. Chú Hai bứt một hồi ha, lên ha, một đống. Chú Hai vừa lội ha, chú Hai vừa bứt rồi cái lại là nhậu khỏi mua. Dạ. Ngó sen cái ngó sen này anh Hai biết, anh Hai nó bứt nha, bứt giật chứ không biết đặng chết luôn. Bắt bứt có mấy cùi vậy á. Có ăn luôn. Ừ. Bứt trơn à. Cái năm dịch hành em lên đó. Cái không có là tiền mua rau gác ăn mà xịt cái cỏ hết rồi. Cái đám sen sen cái hẹn tư á. Năm dữ á. Thả xong bắt đầu xuống mò. Thấy cái nào có một lá một là lên xuống mần mần bắt đầu một ở dưới là một chục năm sáu cái ngó. Hai bạn nói chứ từ. Nó lớn cái ngồi viết vào một cái ngó dầm dưa. Nó vậy nè, nó đâm vậy nè. Cái ngó non, cái ngó cái ngó này là ngó đi, ngó đi lẫn chỗ lên, còn cái ngó này là ngó ăn nè, còn ngó này ngó đi lẫn mọc. Không ở trong góc á. Rồi đó, đó ngồi viết đó. Ở trong góc á. Kia là cái ngó kia là cái ngó dầm dưa. Ra ngoài mần gắn mần cho cá ngoài rồi. Gặp khúc ngồi viết ra trắng phiếu chừng. Bây giờ nếu mà ngó sen với ai bán thì cắt bán, ví dụ bán giờ 100.000 ký bán chú Hai cái này 200, chú Hai mua cái này không à? Này ăn nó bùi bùi. Cái này con ăn vô ngay mấy chỗ này nè, nó bùi mà còn ăn sống cũng ngon á. Dạ. Ở đây thì bà con ở xã Tân Lập một quá này bán 35.000 ký. Quá rẻ luôn. Quá rẻ. Dạ. Tại vì ở đây là cái xứ sen. Bữa nào mua này gì làm dưa. Cái này ông ăn. Nó sen này ha, tụi nó mấy ông ăn nó sen này, ông nấu con chua một cái đi ha. Ông nấu chua mẹ cũng ngon mà lá me cũng ngon, mấy ông nấu chua thứ gì cũng ngon. Đây nè, bây giờ mình đang tưởng tượng đây nè, lá me chua. Me nó hực lên thấy thơm ghê không? Nồi cá chạch không ngon à. Cá chạch nước thịt chừng dạ. Những cái chạch là thấy biết ngon rồi. Cái gì độn vô không ngon. Anh cứ sơ hoài, cứ dòm, đảo con cái chạch hoài. Nghe anh Năm nói cá gà vô. Vô. Anh sơ, tôi dòm đấy, không. Giờ uống được rượu nghe cái ót. Để con cá ngô. Cá mềm rồi đấy. Cá này mềm nè. Cá này là khỏi cần lặt cho chân chú Hai. Nãy xây qua mùa trước. Xây qua mùa trước cúc. Bây giờ trở lại gặp bắt nè. Là coi như là cạnh mưa luôn đó. Đóng đang dành ngọn. Lúc này mùa này mùa bắt phải rồi con ơi. Ông bắt ông dành ngọn muộn trướng mà tại ông trướng ông làm ông mạnh ngọn thì ông làm như vậy đó. Ra mùa thì ông dành ngọn. Thì coi như sáng nam mà sáng sáng bắt chiều nam hả? Táo trướng hả? Nè, đó. Đây dạ. Có miếng xương nào trong này đó. Đó thấy chưa? Dạ. Thấy người sành ăn cá không? Làm nó thơm mà xanh xanh đá gì đâu. Nó mở rồi, con thấy mở rồi. Cứ ngắt mở luôn. Mở bằng cái chặt này không? Ừ. Ngăn nào cái chặt rồi. Trứng chưa nằm. Trứng rồi. Cái chặt gì đâu mà để cái chén không xuống. Cái chặt nó mềm mà nó béo ha. Nóng rồi. Béo nóng rồi. Bữa nay con nào cũng mập chứ. Không có chặt cái gà nó lớn à. Mang cái chặt nó ú ì không? Mập ú ì thành canh. Nghe không? Mang cái chặt điện nha. Mang cái chặt này nó thấm vậy không? Nó rút vô thấy không? Đó, rồi chơi nè. Quất cái đuôi nó trước hả? Cái đầu ăn sao hả? Càng cớp hai không chứ hai. Xém gọn luôn ta. Cái hai em cá gọn cắn. Nó mè nó chua hình thanh vừa ăn thấy rồi. Chứ phải giấm hay là dưa me trái. Còn nấu me trái, cái vị nó chua, nó càng chua. Là mình xử lý khó xử lý lại. Chứ cái lá me này ha, nó chua, cái hẩu nó chua, nó đậm đậm. Bây giờ mình dở mũ nè, dở mũ bây giờ gió sáng rồi. Không bọc áo, không mưa nữa đó, hết mưa luôn á. Hết mưa rồi. Trong trời à.
hắt mũi hình sáng quấn lại luôn thì mát anh. Dạ. Uống ly rượu mà húp miếng nước lỏng này mới đã. Dạ. Thôi nổi. Thấy chưa? Chiều chiều trời mưa gió mát thanh thanh hả? Bởi ta nói chiều chiều trời mưa gió mát thanh thanh. Mấy anh ngồi nhậu nhớ canh đường về. Nhậu giờ nhớ canh đường về chứ ngồi xỉn hết biết đường về.